Chặng đường tại Hàn Quốc của dàn cast Sunnymen Việt Nam mùa 2 chưa là chạy đã sắp sửa hoàn thành. Trong chuyến đi lần này, anh cả Trường Giang đã hòa đồng hơn với các đàn em, dù trước đó bị đánh giá là lạc lõng, ít khi xuất hiện chung trong khung hình có mặt cả nhóm. Mới đây dàn sao Sunnymen khoe ảnh 8 thành viên, Trường Giang lại lúi húi làm việc riêng. Trong bức ảnh selfie mới được Thúy Ngân khoe lên trang cá nhân, Trường Giang một lần nữa lại lạc lõng khi tất cả đều tập trung vào ống kính. Chỉ riêng ông xã Nhã Phương lại chăm chú vào ly mì. Có vẻ như Trường Giang theo tiêu chí có thực mới vực được đạo, phải ăn mới có sức để chơi nên kể cả khi xuống xe, nam diễn viên 2 vẫn gắn chặt với ly mì.